Tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển cho biết, hôm nay tiếp tục phát hiện thêm 2 tàu tuần tiễu tấn công nhanh và tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc hoạt động tại khu vực giàn khoan HD981 đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Ngoài hoạt động cản trở các tàu hải giám, hải cảnh Trung Quốc bảo vệ giàn khoan HD981, thì vào lúc 7 giờ 37 phút, Cảnh sát Biển Việt Nam phát hiện cách giàn khoan của Trung Quốc 11 hải lý có tàu tuần tiễu tấn công nhanh 753 của Trung Quốc. Vào lúc 11 giờ 45 phút, cách giàn khoan HD981 10 hải lý, ngay trước mũi tàu Cảnh sát Biển 8003 2,2 hải lý, Cảnh sát Biển tiếp tục phát hiện thêm tàu hộ vệ tên lửa 534 của Trung Quốc. Các tàu trên đang tham gia bảo vệ giàn khoan hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam. Hai tàu này thường xuyên cản trở hoạt động thực hiện nhiệm vụ của tàu CBS 8003 của Cảnh sát Biển Việt Nam.